tháng con do thượng hòa thượng Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình, sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nghe tâm nguyện đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đảnh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy. Tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Thầy giá, và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Hòa thượng Tuệ Siêu giảng nhập bài pháp họ ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính chào hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền cùng chư tôn đức. Thưa chào tất cả quý tu nữ quý phật tử. Hôm nay chúng ta học qua từng bộ kinh. Bài kinh hôm nay có một tình tiết rất là thú vị. Trong khi người ta tín ngưỡng và cúng dường Phạm Thiên, thì khi ấy Phạm Thiên thật lại tán thán những con người hồi trước đã thờ cúng Phạm Thiên, mình tín ngưỡng thờ phụng Phạm Thiên, đó là tín ngưỡng dân gian. Nhưng khi một vị Phạm Thiên nghĩ là tán dương một con người hoàn hảo, là một bận lâu tận giải thoát, thì đó là một cái sự kiện thật. Và Phạm Thi Sambati
đối với chúng ta không có gì là lạ, bởi vì chúng ta phải biết rằng đó là vị phẩm thiên và đã từng cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp độ đời. Trong này cũng có những vấn đề cần phải nói dựa theo cái lời của Phạm Thiên. Vì Phạm Thiên đã tán khán một vị A-la-hán là cảnh tỉnh nữ và lâm môn phạm thiên giới rất xa, không mà cũng dường đến cái bậc giải thoát rất gần. Phạm Thiên cũng nhắc đến cái vấn đề là cúng tế Phạm Thiên nhưng mà không biết được con đường đến Phạm Thiên. Cái điều đó Phạm Thiên nói như vậy cũng đúng, là tại vì con người cũng biết, ngoại trừ Đức Phật và đệ tử Đức Phật nói lên điều đó thì chúng sinh mới biết thôi về con đường, về cái pháp thực hành để đưa đến Phạm Thiên, vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài giảng này do Thượng tọa Tây Nguyên vị giảng sư thứ ba thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho tính kinh. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Sư đã giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Khi trời tán thán con Phật, kinh Brahma Deva Sút Tăng, chương 4, tương ưng Phạm Thiên, phẩm thứ nhất. Hiếm khi có trường hợp một người tên Phạm Thiên xuất thân từ giai cấp được xem là dòng dõi Phạm Thiên, trong gia đình thờ cúng Phạm Thiên mà lại được chính Phạm Thiên dùng lời xưng tán. Bài kinh này tuy ngắn nhưng ghi lại những kỳ tích của trần gian từ hữu danh tới hữu thực, từ tế tự đến tạo phước thật sự, từ tín ngưỡng tới tri thức, từ bờ mê đến giải thoát. Hình ảnh của một bậc ứng cúng giải thoát được Phạm Thiên Sahampatti xưng tán khác hẳn hoàn toàn với sự thờ cúng thần linh mà con người thường có. Một người hiểu biết sẽ suy gẫm về điều tại sao trời xa thì thờ mà Phật gần thì không cúng. Biết đâu từ đó có những lãnh hội đáng quý. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Một thuở Đức Thế Tôn ngự ở Sa Quách Thí, chùa Kỳ Viên, ngôi Già Lam do ông Anathapindika dân cúng. Lúc ấy có Brahma Deva, con trai của một nữ Bà La Môn, rời gia đình đi tu sống, đời sống xuất gia theo Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả Brahma Deva sống độc, viễn ly, không sao lãng, nhiệt tâm, cẩn, không bao lâu chứng được sự giác ngộ mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời xuất gia. Đó chính là cứu cánh phạm hạnh vô thượng. Vì ấy, từ thân biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Brahma Deva đã trở thành một vị A-la-hán. Ngày kia vào buổi sáng, tôn giả Brahma Deva đắp y, mang ác,
mang bát, cầm y kép, đi vào Sawatthi để khất thực. Trong khi đi tuần tự khất thực ở Sawatthi, Tôn giả Brahma Đế Quá đến nhà người mẹ của mình. Thời gian ấy, nữ Bà La Môn, mẹ Tôn giả Brahma Đế Quá thường cúng tế Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên sát hám bát tí suy nghĩ, nữ Bà La Môn này là mẹ Tôn giả Brahma Đế Quá thường cúng tế Phạm Thiên, vậy ta hãy đến và khiến bà bừng chuyển tâm ý. Rồi Phạm Thiên sát hăng bát tí như một người luyện tập thành nhanh lẹ, co duỗi cánh tay biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trong nhà mẹ của Tôn giả Brahma Đế Quá. Rồi Phạm Thiên sát hám bát tí đứng giữa hư không nói lên kệ ngôn này với nữ Bà La Môn, mẹ Tôn giả Brahma Đế Quá. Hỡi nữ Bà La Môn, phạm thiên giới rất xa là nơi người thường hướng đến khi cúng tế, nhưng Phạm Thiên không thọ dụng lễ phẩm ấy. Sao cúng tế mà không rõ đường đến Phạm Thiên? Tôn giả Brahma Đế Vố. Hỡi nữ Bà La Môn, không còn sở y cao quý hơn cả các vị trời, bậc tỳ khưu không thù đắc, không đầu tư. Vị ấy đi vào nhà của bà để hóa duyên, bậc đáng được cung kính, bậc tri thức, bậc khéo chuyển hóa, bậc xứng đáng cho chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc đoạn tận ác hành không uế nhiễm, với tâm an tịnh vị ấy trì bình. Với vị ấy trước không có, sau cũng không, an tịnh không hóa mù, không hệ lụy, không hy cầu, đã từ bỏ gây gọc đối với người yếu cũng như kẻ mạnh. Hãy để vị ấy thọ dụng thức ăn thượng vị do bà cúng, rồi rời bỏ đám đông với tâm tịch mặc, đi uy nghiêm như con voi thuần hóa, bậc tỳ khưu khéo tu giới và tâm khéo giải thoát. Hãy để vị ấy thọ dụng thức ăn thượng vị do bà cúng. Với lòng tịnh tín bất động nơi vị ấy, hãy cúng dường bậc xứng đáng cúng dường và tạo thước phước cho hạnh phúc tương lai. Sau khi thấy được bậc ẩn sĩ đã vượt bậc lưu, với lòng tịnh tín bất động nơi vị ấy, hãy cúng dường bậc xứng đáng cúng dường. Bà ấy đã tạo phước cho hạnh phúc tương lai. Sau khi nữ Bà La Môn thấy được bậc ẩn sĩ đã vượt bậc lưu. Thích văn: Dure ito brahmani brahmaloko yasa hu ting pakga nyasi nichan. Dạ, con xin sáng quý con đọc lại. Dure ito brahmani brahmaloko. Hỡi nữ Bà La Môn, phạm thiên giới rất xa. Giá xa hú tinh bát gá nha xí nít chán. Đó là nơi người thường hưởng đến khi cúng tế. Nê ta đi sô brahmani brahma phát khô. Những phàm thiên không thọ dụng những lễ phẩm ấy. Kinh chấp bát sĩ Brahma bát thăng achanang. Tại sao cúng tế khi không biết đường đưa đến phàm thiên? E số hít tê Brahma nhí Brahma đê vô. Tôn giả Brahma đê vô. Hỡi nữ Bà La Môn, Niru Patiko Ati Dewa Pato, không còn sở y hơn cả chư thiên. Akin Chano
Phikkhu Ananya Posi, Posi, tỳ khưu không vướng mắc nuôi dưỡng gì khác. Yote Sopin Daya Garan Pawitho, vị ấy đã vào nhà của bà để hóa duyên. Ahu Nyeyo Nyeyo Quê Đá Vũ Pha Quý Tát Tô, bậc ứng đáng được cúng kinh, cung kính, bậc trí thức, bậc khéo chuyển hóa. Ná ra năng đề hòa năng trá đắc khí nhì dố, bậc xứng đáng cho chư thiên và nhân loại cúng dường. Ba hít toa ba ba ni a nu ba lít tô, bậc đoạn tận ác hành không uế nhiễm. Ga se sa nhân i ri ya ti si ti phu tô, tâm an tịnh vì ấy trì bình. Na ta sa phát cha na puratha mắt thí, vì ấy với vị ấy trước cũng không mà sau cũng chẳng có. Santo vitumo anigo ni raso, an tịnh không ngăn che, không hệ lụy, không hy cầu. Nikhi tat tat dando tasa tasa tha quá resu, đã từ bỏ gậy gộc đối với kẻ yếu cũng như người mạnh. So ta hú tiên phú chá tú át gán pin đăng, hãy để vị ấy thọ dụng sự cúng dường của bà với những thức ăn thượng vị. Quý sen ni phu tô upa san tá chít tô, rời bỏ đám đông với tâm tịnh mặc. Na go wa dan to karati a ne cho, du hành như con voi thuần hóa uy nghi. Fikhu susit lo suwi mutta chitto, bậc tỳ kheo với giới khéo tu tập và tâm khéo giải thoát. So yahutin phun chatu ác gá pin đăng, hãy để vị ấy thọ dụng sự cúng dường của bà với những thức ăn thường vị. Tắc sinh phát xá na á quý căn phá ma na, với lòng tịnh tín bất động nơi vị ấy. Phát chính tha phát chính tha bê hí, đắc khiến năng đắc khiến nay dê, cúng dường bậc xứng đáng cúng dường. Cá rô hí bùn nhân xuất khá ma giá tí khăn tí căn, tạo phước cho hạnh phúc tương lai. Đích hoa mùn niên brahmani brahmani ốc gá tình nhàn tí, sau khi nữ bà la môn đã thấy được bậc ẩn sĩ đã vượt bậc lưu. Tăng sinh phát sanh nhá á quý cam
Pa-ma-na-pa-na với lòng tịnh tín bất động nơi vị ấy. Pa-ti-tha-pe-hi. Đắc-khi-năng, đắc-khi-ne-ye, cúng dường bậc xứng đáng cúng dường. Ca-ro-hi-put-nhăng, sức-kha-ma-giá-ti-căng, tạo phước cho hạnh phúc tương lai. Diswa Muni Brahmani Ogatinanchi. Sau khi nữ Bà La Môn đã thấy được bậc ẩn sĩ đã vượt bậc lưu. Thích nghĩa, theo sớ giải thì chữ Afanasi mang ý nghĩa sự thấy trong cảnh giới hồi quán. Bát chá Quê khát na phu mi, khả năng tự xác định quả vị chứng ngộ của vị A-la-hán. Tuần từ khất thực sapa đa năng pin đa giá cha ra mano là hành trì bình đi từng nhà một, không phân biệt ai thường cúng dường ai không cúng dường. Theo sớ giải thì Ahutin Nichang Pagahati chỉ cho sự cúng tế hàng ngày với cơm sữa ngọt, thứ lễ phẩm trong đạo Bà La Môn. Theo sớ giải, đường đến phạm thiên giới Brahma Patha nói đúng nghĩa là bốn thiền chứng. Phạm thiên sống với năng lượng của thiền định, chứ không sống bằng cơm sữa như quan niệm theo tín ngưỡng dân gian. Không còn sợ y, ní ru bắc thí cá là không còn lệ thuộc vào phiền não, tạo tác, dục lạc, những thứ mà tâm tư nương gá. Vượt khỏi những vị trời, á tí đê quá bắc. Vì đã đạt đến cảnh giới siêu thế, không hỏa mù, quý thu mô, chỉ cho sự không còn sân hận, vô sản, ác kinh chá ná là không thụ đắc tư hữu, không đầu tư, án na nha nhá bô si, không vợ con và không tạo thân sanh tử sau đời này. Trước cũng không mà sau cũng chẳng có. Ná tát xá bát cha ná pu rát thá mát thí, chỉ cho tâm an nhiên không truy cầu ái chấp đối cái đã qua hay cái chưa tới. Theo sớ giải thì bốn câu sau cùng không phải của phạm thiên sát hát mát bát tí, mà là của người trùng tuyên, như một người viết nhạc dùng điệp khúc thay vì phiên khúc như để kéo dài nguồn cảm hứng. Tỳ kheo Giác Đẳng dịch giảng dịch và biên soạn giáo trình. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân thâm còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều như Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sàng Khai. Giờ đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Trung Nữ Tinh Hạnh, cô Quang Nguyệt, Trường Đạo cùng đại chúng.
Nam mô Bổn Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sằng Khai, Giá Con Thành Kính Lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến nay sư phụ Tư Siêu và thượng nhất đẳng thượng tọa minh hạnh đệ đức Từ Trí đệ đức Đệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến với tôn nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phật Cầu Quan Thăng Phật Cầu Quan Thăng Ngập Hiệu Đề Ni Soa Kha Tu Kawata Tham Mô Tham Mang Ma Sa Mi Supati Pano Phật Cầu Quan Tu Sa Vắc Ca Sang Khô Sang Khang Nam Ma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng ở đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hội đến cho tôn đức tăng với tôn nữ cùng chư Phật tử cũng được an lạc trong danh pháp Nam Mô Bổn Thầy Giác. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Và thật vậy, có thể nói hôm nay chúng ta được thấy được học một cái bài kinh mà xem như là đặc biệt. Sự gì mà nói đặc biệt đó, tức là bài kinh này phải nói rằng nổi lên một cái ý niệm tu tập của tất cả chúng ta thường bị vướng mắc, như lời dẫn nhập của Hòa Thượng Nhất Đẳng cũng vậy. Chúng ta thấy chúng ta bị thường thường chúng ta cúng thiên, mà ở đây á, một cái gia đình Bà La Môn chắc chắn họ nghĩ tưởng đến, họ cúng đến Phạm Thiên, họ cúng bằng cách tức là cái tế tự tế lễ đến cho Phạm Thiên hàng ngày, bằng cách tức là cúng cơm sữa như ở trong cái chú giải nói đó, tức là cơm sữa. Rồi cái người dân gian của chúng ta đó, ngay cả ở Việt Nam của chúng ta cũng dễ là kêu là thờ thiên, cúng thiên. Cúng thiên là từ chỗ đó mà nó dân gian nó đưa ông táo về trời, ông táo ông thần này kia là cũng có cái tục cái lệ đó. Rồi ở các nước quốc giáo thì kêu là cúng chư thiên. Và chúng ta thấy có cái bàn thiên, cái bàn thiên của người Việt mình đó thì chỉ đó không có thờ cái hình tượng gì, nhưng còn cái hình thiên của các quốc giáo như là Thái Lan á thì họ thờ coi như là Phạm Thiên bốn mặt hay là Tứ Đại Thiên Vương. Các người xác định đó là Tứ Đại Thiên Vương bốn mặt, rồi họ cho là đó là Phạm Thiên, rồi người cho Phạm Thiên. Rồi có người không hiểu đó thì dân gian hơn nữa thì nói là Phật bốn mặt. Thì có đó là hình thái của tất cả cái sự thờ cúng, thì không có Phật nào mà bốn mặt hết trơn. Chúng ta nhớ như vậy đó là sai, cái đó dân gian ta suy nghĩ như vậy. Ở Việt Nam và đặc biệt Việt Nam mình đó, trong sự tin tưởng, trong sự thờ cúng thì họ cũng các chùa cũng vậy, thì người ta là đáp ứng cái tín ngưỡng làm cái bàn thờ thiên. Để một cái dân gian thì kính thưa quý vị, có những người đó họ báo ân đến các vị trời, tức là biết trời biết đất á, biết thiên biết địa. Thì ở đây mẹ của ngài, Brahma Đê Quá, tức là mẹ của ngài Brahma Đê Quá đó, thì chúng ta thấy là bà ta cúng đến cái gì? Cúng đến cho Phạm Thiên. Thì cúng đến Phạm Thiên như vậy thì chúng ta thấy là cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng sẽ hiểu, ai cũng sẽ biết được. Khi mà nhìn thấy những hình thái như vậy, những vị ông như Phạm Thiên Sa Ba Tí nhìn thấy cái cúng kiến đó lại có một suy nghĩ khác hơn là cái sự thọ nhận. Thì quả thật từ cái một cái hình thức thờ bái đó mà nói theo dân gian tức là được chứng đó. Còn nói theo cái cách hiểu biết của Phật pháp thì Phạm Thiên Sa Ba Tí nghĩ rằng cái bài này thờ gì là không đúng. Mà chúng ta đọc qua kinh văn thì chúng ta thấy khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên đó, thì cái sự tình đó nó xảy lên xảy ra lúc đó coi như là ngài Brahmadatta là con của cái bà nữ Bà La Môn ở trong gia đình đi xuất gia, và ngài tu tập thành tựu thánh đạo thánh quả A La Hán.
thì đi về gặp mẹ, đi về ngang mẹ mình chứ không bảo có biết cúng. Thì vì vậy cho nên Phạm Thiên Sam Bát Tý mới thấy gì đó, tại sao mà không cúng đến cho cái bậc đoạn lậu, cho đến cái bậc mà được trời người kính tưởng đó, mà cúng thì cúng cho Phạm Thiên, thì Phạm Thiên đâu có dùng được. Và cúng cho Phạm Thiên là cũng không có biết đường, mà tại sao mà không biết đường đi về Phạm Thiên. Thì như lời dẫn nhập đó, thì chúng ta thấy của sư phụ thì sư hồi nãy nói đó, đó cũng là ý niệm tốt. Chúng ta hiểu về cái sự của Phạm Thiên. Điều này thì chúng ta cũng dễ hiểu là tại sao mà người ta cúng cho Phạm Thiên. Bởi vì đầu Bà La Môn họ chấp, họ cho rằng đó, họ được sanh ra dưới cái bóc vế, hay là dưới chân, hay là ở nơi người của Phạm Thiên, họ cho tức là rất là đặc biệt. Họ là người mà được cái sự ân triêm, được cái sự tốt đẹp như vậy. Cho nên cái giai cấp của họ là cái giai cấp cao, chứ không phải là như con người ở kiếp dân gian này mà phải khổ đau, mà sanh qua cái thai bào của mẹ, đi qua cửa mình của mẹ, vân vân. Thì họ cho như vậy thì nó không có bằng. Chính họ là người con của Phạm Thiên. Mà quý vị biết, nói đến Phạm Thiên thì họ cho rằng chính là họ từ một cái cõi đó, họ xuống dưới cõi giới này để hóa sanh về thành những con người. Nếu chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc lại cái bài kinh thực thì thấy, nhưng bọn chúng ta nhớ lại thì chúng ta mới nhớ. Lúc đó các vị Phạm Thiên ở cõi là các cõi sơ thiền xuống dưới này. Và sau đó đó, vì cái nghiệp quá khứ luân hồi họ mới đức thiền. Lúc mà kiếp thành của kiếp trái đất. Thì sau đó một thời gian thì có một số vị người ta xuống dưới này. Và xuống dưới này thì đầu tiên thì không có lúa gạo gì hết trơn, họ chỉ mặt đất này như là bơ sữa gì đó. Thì họ nếm một cái là đã đủ. Thì do cái nghiệp ái luân hồi mà đối với Phạm Thiên thì họ có một nữ tính là nam tính chứ không có nữ tính. Rồi sau đó, rồi bắt đầu từ cái chỗ đó, rồi do cái nghiệp luân hồi bắt đầu nhiều vị bắt đầu xuống dưới này. Do hết phước ở trên kia, chúng ta cũng phải tương quan như vậy. Do hết cái phước ở cái cõi nhị thiền của mình, cái cõi thiên của mình, và các vị đó mới đi xuống dưới này. Và thế là hết phước, hết cái tuổi thọ đó và sanh tại kiếp người này. Và rồi các vị đó do cái nghiệp luân hồi bắt đầu mới nhìn nhau, mới thấy nhau, mới gặp nhau do dục tầm cầu đó, và thế là mới chuyển hóa, mới ra là có những cái căn tính là nam tính, nữ tính. Rồi do cái lòng cũng vậy, từ từ sửa đó, từ từ cái mặt đất này nó không còn cái vật thực hay cái chất đặc biệt đó để mà sinh sống nữa. Thế là được lúa mà lúc nào cũng có hết. Và sau đó cũng cái nghiệp, cái phước bắt đầu nó cần giảm dần. Và rồi lúc đó bắt đầu họ giữ cái giống, sau khi mà đi ra gặt hái đem về là ăn. Rồi sau đó bắt đầu do cái lòng tham nó tăng trưởng, và thế là kính thưa quý vị, thế là bắt đầu mới có lúa, có gạo. Họ giữ giống như vậy, bắt đầu gieo trồng theo năm tháng, từ đó cho tới ngày hôm nay. Thì trên cái tinh thần đó, thì con người xuất thân từ Phạm Thiên, mà chúng ta, đó là sơ tổ của loài người đó, chúng ta tạm thời nói như vậy đó. Thì như thế, thì chúng ta thấy, những cái chuyện mà thờ bái cúng tế, nó là một cái sự tương quan về một cái hình thái của kiếp con người, mà không phải chỉ ngày hôm nay người ta khấn, người ta vang vái, hay người ta nghĩ tưởng biết tới, mà thở xa xưa cũng như thế. Thay vì cũng như là cái lời Phật dạy đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, là chúng ta tưởng nhớ đến những ân đức của chư thiên, chứ không phải là chúng ta cúng chư thiên bằng cách tức là cơm nước bánh trái. Thì cũng dường như thế, Phạm Thiên Sam Bát Tý đã dạy cho mẹ của ngài Brahmadewa đó,
là sự cúng dường này nó không đúng, mà ngươi tiếp và hãy trực tiếp cúng dường cho bậc đoạn lậu, cho bậc mà xứng đáng lễ bái cúng dường. Đó mới là sự cúng dường tốt đẹp. Còn sự cúng dường này cậu Phạm Thiên không có nhận, không có ăn được. Nhưng kính thưa quý vị, có những chúng sinh họ không có ưa, họ không có thích nghe pháp bảo, mà nhất là những Atula, âm binh Atula đó, họ thích ngửi, họ thích nhìn thấy những cái sự cúng kiến, những cái sự lễ bái của con người. Và tại sao mà cúng mà không cúng họ quậy, thì cũng có một số vấn đề như vậy. Quậy họ phá, chứ sự thật ra cúng ở đâu họ tới đó rồi cũng chả có ăn gì hết, chả có ăn được. Mà cúng bởi vì chúng ta thường thường cái chuyện bởi vì cho nên cúng cái đó cúng dông cúng rùi thôi chứ không cúng ai. Còn chúng ta cúng ở một cấp cao đó, từ cái đây là cúng cho chư thần, cúng cho chư tiên, thì thôi kệ cái đó. Mà quả chăng tức là mình hiểu như vậy rồi, bắt đầu như thế thì bắt đầu cái người chết mà chúng ta biết cúng dông đó, rồi cúng cơm lên, có thầy bà nào mà tụng kinh tụng kệ mà mất mấy nước hộp cơm nào đâu, muốn biết cái hộp cơm nào đâu. Nhưng cái cúng là bằng một cái tình tưởng nhớ thì chúng ta không nói. Nhưng nếu mà để nghĩ rằng người đó ăn, người đó tránh đi cái sự đối khác của người thân mình, tức là chúng ta suy nghĩ như vậy là cái điều đó nó không đúng ở trên tinh thần của Phật Pháp. Ở đây chúng ta thấy các cõi giới, từ ở cõi trời thì chúng ta như thấy là cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Thì từng cõi trời đó nó đều là một hình thái khác nhau. Như chúng ta thấy cõi dục giới, từ cõi tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc thiên, tha quá tự tại, vân vân. Rồi đến các cõi thiền, thì chúng ta thấy 16 cõi thiền sắc giới. Ở trong đó, các cõi như chúng ta thấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tới cả cái cõi giới mà ngoại trừ các cõi giới cao như là năm cõi tịnh cư thôi, tức là năm cõi tịnh cư vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện các thiện hiện thiện kiến sắc cứu cánh, năm cái cõi giới đó là cái cõi đặc biệt, là cái cõi mà tam quả tứ thiền các vị đó mới sanh về cái cõi ngũ tịnh cư và niết bàn tại đó. Chứ còn chúng ta thấy như mà cái cõi sơ thiền do ly dục sanh, chứng và trú, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, rồi nhị thiền do định sanh, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, thì tất cả những cõi này đến cái mà chúng ta thấy cả những cõi đó đều là người ta hưởng bằng cái gì? Hưởng lạc bằng cái thiền chứng của người ta, của các vị Phạm Thiên đó. Chứ họ không ăn được thức ăn như mình. Ngay cả các cõi trời, các vị chư thiên, ở các cõi trời dục giới cũng vậy đó. Các ngài hưởng cái thiên lạc nó cao cấp hơn cái cơm nước bánh trái của mình nhiều. Và cái ngửi, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của họ nó cao cấp, chứ không phải như mình, như chúng sinh mình. Và họ không có cái gì. Ở cõi trời dục này, họ không có một cái đại tiện, tiểu tiện như mình. Tức là ăn vào bắt đầu là cấp linh caro haro, tức là cái đoàn thực này, tức là cơm nước bánh trái đó, ăn uống này, rồi để vào đó, rồi bắt đầu có bao tử, ruột già, ruột non, rồi thế là ruột qua ruột già và đẩy ra ngoài, tức là những cái thức ăn nó đã được tiêu hóa và nó còn ứ lại như là đó, cho nên nó hôi, nó thối, cho nên các vị chư thần chư thiên đó họ đứng gần mình, cái xác thân con người mình khủng khiếp. Còn các vị chư thiên ở cõi trời dục giới đó, họ cũng hưởng cái dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là hưởng mà cái gì, cái thiên dục của họ đó, cái thiên hương, thiên sắc, thiên hương, thiên dục, thiên cái thiên tinh, thiên dục, thiên khí, thiên xúc của họ nó khác con người,
cái phước họ cao hơn, cái phước của họ cao hơn, và nhờ cái phước họ nó lớn nó mạnh, cho nên chúng ta thấy có ăn uống như mình. Và cái chết của họ, cái già của họ nó cũng khác cái già của mình. Thấy có nhiều sắc thân này khởi lên một cái, có cái mùi hay là cái hào quang nó giảm là họ biết là họ chuẩn bị ở chết rồi. Còn như mình là thấy chẳng hạn như bây giờ là muốn chết thì bắt đầu xuất hiện bệnh hay là bị một cái chướng nghiệp đó nó sinh qua thì cũng nói. Nhưng điều bây giờ à, cái sắc này thì cái sắc này nó phải hoại diệt, rồi từ cái sắc hoại diệt đó rồi đưa đến bệnh, bệnh rồi bắt đầu mới chết. Chứ còn các cõi chư thiên đâu như thế. Đặc biệt còn các cõi cao hơn nữa thì họ chỉ thấy là chuyển đổi cái tứ đại của họ hay cái sắc pháp của họ hay là cái tâm của họ nó không có an trú trong cái thiền chứng của họ, thiền sắc của họ nó mạnh mẽ, thì họ biết là họ chuẩn bị họ chết rồi. Thì chúng ta biết cái cõi giới của từng cái cõi giới nó khác nhau hết. Cái phước, cái duyên nó khác nhau hết. Như chúng ta thấy con người mình thì con người mình nó thấy những cái gì mà nó tốt đẹp nhất thì đem đến cái cúng trời, cúng thiên, cúng Phật, cúng trời, cúng thiên, cúng Phật. Thì kính thưa quý vị, cái cúng đó nếu mà cúng đúng thì nó là cái chuyện tốt, quá tốt. Cúng mà đúng như lời mà Sambati Phạm Thiên dạy cho mẹ của ngài Brahmadevo này thì nó là một điều đặc biệt rồi. Những điều quả thật thì bây giờ họ cúng thiên thì chúng ta cũng phải chỉ dạy cho họ, cũng như là trong bài kinh mà chúng ta nhớ cái bài kinh mà thiện nam tử mà đảnh lễ bốn hương, bốn phương tám hướng nha. Thì chúng ta thấy người ta chỉ lại biết lại thôi, nhưng điều cái ân đức của cha của mẹ, ân đức của thầy tổ, ân đức của vợ của chồng, vân vân, cái nghĩa tế tức là phải hiểu được. Chứ còn lại biết lại, cúng biết cúng, cúng như thế nào, làm như thế nào, thì chúng ta tạm nói như mượn hoa kính Phật. Chúng ta cũng có thể cúng dường một bát cơm, một chén nước, một cành hoa, một cành bông nơi Phật. Quả nhiên lúc đó chỉ là một thiện tâm. Điều này phải ghi nhận, đó chính là một thiện tâm khởi lên. Nó không bằng cái sự cúng dường bằng cách tức là chúng ta thọ trì giới, chúng ta thực hành, chúng ta thọ thực hành giới, chúng ta có sự tu quán và có sự học pháp, có sự hành pháp, thì là sự cúng dường cho Phật cao cả. Nhưng ở tầm thấp, ở một cách tức là nó nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản hơn, thì họ cúng như vậy, thì chúng ta khuyến khích cho họ, thì tôi kệ họ có một cái thiện tâm đảnh lễ Phật, cúng dường Phật bằng những bông hương, bông hoa như thế này, thì cho nó nhẹ nhàng. Thì đó chính là cái tâm của mình thôi, cái tâm của mình mà chính Đức Phật ngài chỉ dạy, cũng như là trong cái bài kinh này và Phạm Thiên Sa Mã Tý báo cho mẹ của ngài Brahmadevo, tức là hãy cúng cho vị đoạn lậu kia, hãy cúng cho vị xứng đáng được lễ bái, xứng đáng được cúng dường. Đó là sự cúng dường cao thượng. Chứ còn cúng cho thiên thì chỉ cúng như vậy Phạm Thiên sẽ không hướng và cũng không biết được tại sao mà không tìm hiểu con đường để đi đến Phạm Thiên. Thì con đường đi đến Phạm Thiên thì phải tu tập các thiền chứng thôi. Tức là tu tập để chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, để sanh về các cõi sơ nhị tam tứ thiền, vân vân. Ở đây chúng ta thấy thường, tất cả chúng ta đi theo cái lề lối của cái gì, của cái sự, của cái nghi nó nhiều, bệnh bao giờ đi vào cái lý, đi vào cái nghĩa của những điều chúng ta làm. Cũng như cái sự đọc kinh
là đến để làm gì? Để trùng tuyên, để đọc lên những lời dạy của Phật, để từ đó chúng ta hiểu mà chúng ta tu. Chứ không phải mà lên mà đọc kinh, rồi để từ đó mà chúng ta coi như là, nó như là một cái sự trả lễ. Thì nó rất là khác. Nó rất là khác. Mà cần phải có cái gì? Tất cả những hình thức lễ bái cúng dường, dĩ nhiên cao cả nhất đó chính là với những lời dạy của Phật. Chứ còn ở có các cái cõi thiên á, sự thật ra các cõi thiên họ vui lắm, họ vui nhiều. Cõi khổ á, cõi người mình á thì mới vui ít khổ nhiều, chứ cõi thiên thì họ vui nhiều lắm. Và chính vì vậy cho nên mọi cái, từ cái ăn uống hay từ cái suy nghĩ, từ cái chuyển hóa của chính họ cũng khác ở cái cõi người mình. Và không phải như là cái kiếp chúng sinh hay kiếp cái con người mình phải sanh tử, phải đau khổ, phải có mẹ, bắt đầu sanh từ sanh mẹ ra rồi đi học, hay là những hoàn cảnh khác khác nhau. Các vị mà được sanh về cõi thiên, ít nhất họ cũng có cái phước lớn, hay là cũng cái phước cũng căn bản họ lớn hơn con người. Thì chúng ta biết nó khác hơn là cõi người mình á, là cái nghiệp mà nó phân hạng chúng sinh giàu nghèo, xấu tốt, đẹp đẽ, vân vân. Thì ở đây cũng về các chúng sinh mà có nhiều phước thì phước dục của họ cũng được nhiều. Các chúng sinh mà họ tạo cái phước trường thọ nhiều thì họ cũng được trường thọ lâu. Các chúng sinh tạo nhiều cái phước duyên lớn thì hào quang của họ sáng, nhà cửa cung điện của họ nó như là cái cung điện. Nếu như họ thiếu phước thì họ gác, họ né, họ cùng dưới cái những cái vị mà nó phước lớn, các vị chư thiên phước lớn họ cùng. Những điều mà họ không phải cái khổ như cái con người mình, tức là phải nhờ cấp linh caro haro, cho nên phải nhờ sữa của mẹ, nhờ cái dưỡng tố của cơm nước bánh trái, cho nên nhiều khi không có nó sanh cái bần cùng, hay bị hạn hán, hay bị bỏ lũ này nọ. Thì ở cõi chư thiên họ không có phải chịu cái hình thái như vậy. Dĩ nhiên ở các cõi cao hơn nữa thì cái chuyện đó nó không có rồi, không có những cái chuyện đó. Khác hơn của người mình, mình cứ lấy những cái gì của cõi người mình đem ra mình đặt vào thì nó rất là khác. Họ không như mình. Rồi có một số người họ không hiểu đúng, họ cho rằng các vị chư thần chư thiên xuống để hỏi thăm họ, hay hoặc là đến để nói chuyện với họ. Sự thật ra cái đó là có những âm binh Atula chúng sinh cõi khổ cõi thấp tới họ quậy quạn. Chứ nếu mà là một vị chư thiên, mà chúng ta nhớ khi mà giờ phút coi như trước cái giờ diễn tịch đó, Đức Trời Địa Thích đến để mà phục vụ, để mà phục dịch cho Đức Phật á, thì Đức Phật đã nói ta biết đối với chư thiên á, họ đứng xa hàng gió tuần đó, họ còn sợ, họ còn ngửi thấy cái mùi hôi thối của con người mình á. Thì có một điều đặc biệt mà lúc mà Đức Trời Thích mà phục vụ, cứ như phục dịch cho Đức Phật vào những cái thời gian cuối cùng của 9 ngày trước giờ diên tịch á, thì họ không, thì những cái quế trượt của ngài nó không có hôi thối. Cái đó do cái phước của Phật. Cho nên Đức Trời Địa Thích bằng một cái thiện tâm, bằng một cái niềm tịnh tính kính lễ để săn sóc, để lo cho Phật. Chứ sự thực ra đó là những điều đặc biệt. Chứ còn chúng ta nhớ kiếp con người bình thường mà phàm phu mà được nói rằng nói chuyện với chư thần chư thiên, con số người ta nói như đêm xuống có thiên thần xuống để cái điều làm điều này điều nọ, thì cái đó chỉ có
chỉ có Đức Phật và các bậc thánh thứ quả kìa mới có khả năng đó, chứ còn kiếp con người phàm phu bình thường khó lắm. Dầu cho quả chăng các vị đó là những người có cái thiền chứng hay có cái đại tâm lớn lao để phụng trì, để phụng sự trong cái tinh thần hộ trì Phật pháp. Nhưng mà lúc các vị mà phiên dịch tam tạng hay là chép ghi lại những cái tam tạng thì lúc đó cũng có chư thiên họ quan hỷ, họ xuống, họ tới đó. Nhưng gì họ tới cái đó, họ vì cái tâm quan hỷ họ xuống thì có. Hay là những người mà chứng đắc các ít nhất cũng chứng đắc các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền, cái tâm của họ ly dục đi ác nhiều thì các vị người ta mới gần kề mình được. Cho nên nói như vậy để tất cả chúng ta mới thấy rằng cái chuyện mà cúng thiên, cúng trời, cúng đất không phải của ngày hôm nay, mà từ ngày xưa nó đã có. Mà đã có như vậy, nhưng làm việc gì cuối cùng chúng ta thấy cũng quay về cái gì? Cũng quay về cái việc làm đúng thì nó kết quả nó tốt hơn. Chứ còn nếu như mà chúng ta tu mà chúng ta không có làm đúng pháp á, thì kính thưa quý vị, thì cái sự tình nó đưa tới thì cũng không có đúng đắn, nó không có pháp lý phải lẽ. Cũng vậy, trong cái việc mà khất thực mà hồi nãy từng nhà mà ở trong chú giải có ghi luôn, tức là dầu cho người có cúng hay không cúng nhưng tâm của các vị đó bằng một cái tâm từ vô lượng không phân biệt. Và đối với các vị đầu đà thì các ngài đi cứ đi như thế, cứ đi như thế. Bởi vì kính thưa quý vị, nếu chúng ta cúng dường được cho các vị này thì nó hạnh phúc vô cùng to lớn. Nhưng đời kiếp con người đó, do cái tham ái nó che khuất, do cái lòng tham ái, do cái lòng si mê nó che khuất, và cũng do ái luân hồi đó, họ không thấy. Chứ nếu họ cúng thì họ phước quá rồi, họ đâu có khổ. Mà chính vì không phải đơn giản, không phải được có cái dịp làm phước được, mà chúng tôi đã nói có phước mới được làm phước. Bởi có cái phước đó chúng ta mới khởi sanh lên cái thiện tâm, rồi làm phước mới có phước. Chúng ta có phước mới được làm phước, và từ chỗ làm phước đó chúng ta mới được cái phước nó trọn vẹn, và được cái phước nó tốt hơn. Chứ thường chúng sinh, và khi thấy họ có cái thiện căn thiện duyên đối với Phật pháp đó, thì dễ khởi sanh lên cái tâm cúng dường. Chứ còn nếu như mà duyên á, thì họ chê bai, họ mắng nhiếc, họ chửi bới, thì đó là cái nghịch duyên. Bởi vì một trong những cái điều mà chúng ta nhớ, làm sao cố gắng chúng ta gắng tu, gắng học và gắng làm như thế nào đó, để lúc nào cũng giữ hình bóng của tăng già, hình bóng của Phật. Theo một nghe câu kinh tiếng kệ, chúng ta cảm thấy nó như là một cái giọt mật, như là một cơn, như là một suối nguồn, một cam lồ tới với chúng ta. Cái điều này nó đặc biệt. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có một cái sự thực nghiệm, không có một cái sự, có một niềm tin vững chắc ở trong tam bảo, thì kính thưa quý vị, kiểu như lơ lơ là hay là khởi lên nhiều cái tâm mà bỏng sẻn keo kiệt, thì cái tâm đó nó giữ vững cho ta, nó dẫn chúng ta đi rời xa cái chánh pháp, rời xa những cái lời dạy của Phật. Cái điều đó nó thật vậy đó. Bởi nếu như chúng ta tạo tác được á, thì chúng ta thấy cái hình bóng là chúng ta hoan hỷ. Rồi có những người, bởi vì nhiều khi họ thấy cái hình bóng đó là họ ghét, họ không thích, vân vân. Thì có một số người có niềm tin, khi người ta thấy chưa tăng, người ta rất hoan hỷ, tăng đáo Phật lai. Tức là gặp chư tăng hay chư tăng đến nhà như là Phật ghé nhà. Còn những người mà không có niềm tin thì chư tăng ghé tới
họ bực bội, họ khó chịu, mà họ cho rằng cái điều xui, điều rủi vân vân, nhất là mấy ông thầy địa bài ra tán tụng tá lại lung tung hết trơn, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi khi mà cái ác tâm nó khởi lên, hay là cái sân tâm khởi lên, thì thế là ganh tị, bỏng sẻn, keo kiết, tật đố nó phát sinh. Và cái điều quan trọng trước nhất Đức Phật Ngài luôn luôn dạy, hãy đi theo dấu chân của Ngài, hãy làm theo những gì mà Phật đã dạy, thực hiện theo những gì mà Phật đã kinh qua, Ngài đã tự trải nghiệm qua do thực hành 4 A Tăng Kỳ 100 ngàn đại kiếp pháp độ Ba La Mật, và cái sự tầm cầu đạo quả giải thoát của chính Ngài 6 năm khổ hạnh ở rừng già và đạt được. Thì cái chuyện đó nó không phải là một chuyện bình thường rồi, mà cái đó là như chân như thật, là một con người hiện thực, hiện sống, hiện sinh. Nhưng tại vì nếu như tâm tư của chúng ta mà, cái tâm của chúng ta mà yếu, cái tâm của chúng ta mà nhiều cái tật đố, nhiều cái ganh tị, nhiều cái quát hờn, nhiều cái tham, cái sân, cái si quá, nó che khuất, thì không thể nào chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta nhớ, dầu cho bất cứ hình thái gì cũng vậy, con người làm sai đạo chứ đạo không có sai. Lời Phật cũng là muôn thở chân lý, là ba đời như thế. Mà chúng ta cứ đi theo người mà, chứ không có theo Phật, tu theo người. Chứ không theo Phật, theo người, người dạy sao ta làm vậy, chứ không bao giờ tu theo Phật. Bởi vì tu theo Phật họ cảm thấy nó rất là khó, nó rất là mệt, mà rất là dài, và nó rất là bài bản, cho nên họ rất là sợ, cho nên họ đi chạy theo người. Mà chạy theo người, người thì bài sự chúng cái bài như lời Phật dạy. Bởi vậy cho nên đây là một điều mà chúng ta nhớ, cái duyên cái phước của chúng ta có thì chúng ta dễ thành. Mà nếu chúng ta thiếu duyên thiếu phước, chúng ta sinh ra chúng ta không gặp được minh sư, không được gặp cái thời mà nó thời chánh pháp nó ban truyền, chúng ta không gặp được minh sư, gặp được tà sư vào cái thời không có chánh pháp, không có chân lý sôi rọi, thì chúng ta hết sức là bất lợi. Phải nói may mắn cho cái mẹ của Ngài Brahmadevo, khi làm như vậy mà Phạm Thiên Sam Bất Trí đã nhắc, và có người con của mình đã đi khất thực đó, thì đó chính là một cái thuận duyên hết sức là tốt đẹp. Mà phải nói rằng bà ta cũng ngũ phước ngũ phần đó, chúng chuyện đơn giản. Chứ cái tâm của những người Bà La Môn mà quay về với những lời Phật dạy thì phải nói thật sự có những cái duyên, cái phước. Cho nên ở đây chúng ta thấy, dù chúng ta có thờ cúng thờ phượng cái gì cũng vậy, chúng ta cũng nhớ, như nhớ một điều, mượn hoa để kính Phật. Và cái điều kính cao cả nhất đó là thực hiện đi theo những gì mà Phật đã dạy, những gì mà Phật đã tuyên thệ, những gì mà Ngài đã giáo hóa chỉ dẫn chính chúng ta, mà Ngài đã chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc trong lời dạy của Ngài, đã trải qua 45 năm hoằng pháp và đã để lại cái tam tạng kinh điển, những lời dạy để đoạn khổ, những lời dạy để diệt khổ mà tất cả chúng ta cần phải quay về. Và cái gì cũng vậy, cái gì là cái sự thật, cái gì là cốt lõi, cái đó mới tồn tại. Và cái ý niệm, cái sự cúng dường, sự lễ bái nhất đó chính là thực hiện theo lời dạy của Ngài, cũng như là Sa Bát Tí Phạm Thiên nói rằng phải biết con đường đi về Phạm Thiên, đó tức là tu tập các thiện chứng, được sơ nhị tam tứ thiện để sanh về các cõi thiện, hay là tu tập để chứng về các cõi không vô biên thức vô biên vô sở vi tưởng vi tưởng xứ để sanh về các cõi của trời vô sắc vân vân. Thì kính bạch quý Ngài, con có điều trình bày như vậy cần cái sự thảo luận và cái sự giải bài rộng hơn nữa để bài học hôm nay được sáng tỏ. Chúng con mong quý Ngài
Nếu có điều gì sơ thất, con quý ngài quan hỷ và cũng như đại chúng quan hỷ cho. Kính dân và phật lành đại đệ thích từ đại thiên vương, các vị chư tiên hữu trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chỉ tiên, các vị chân linh nhất linh ký linh tại chùa Bồ Đức, từ chùa Quán Nghiêm, mong cho tất cả được an lạc, được tánh hóa. Và kính dân phật lành này đến chư tôn đức tăng và đến chư đến toàn thể quý vị, mong tất cả được an lạc, được tánh hóa trong phật pháp. Nam mô Bồ Tát A Di Đà. Sa thú, kính thưa là thưa tôi tự nguyện với pháp thoại vừa rồi. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Được biết là hòa thượng Tuệ Siêu hôm nay hòa thượng không khỏe nên hòa thượng chỉ việc dẫn nhập, và còn lại thì chương trình chư tăng sẽ cùng nhau để thảo luận. Thưa tòa tự quyền mới vừa giảng xong, do đó xin để thiền tòa nghỉ ở trong giây lát, và chúng tôi xin có một vài điều tiếp theo lời của thưa tòa tự quyền hôm nay. Thưa quý vị, một trong những cái đặc điểm của tôn giáo đó là chúng ta nói tôn giáo nói chung và nói cụ thể hơn là về mặt tín ngưỡng nữa, thì chúng ta nặng về vấn đề siêu hình, và chúng ta thường chạy theo những cái quan niệm mang tính cách siêu hình. Ở trường hợp của Ấn Độ giáo thì cũng không có ngoại lệ. Ở tại Ấn Độ đó, người ta có một cái quan niệm rất là tinh vi về Thượng Đế so với nhiều cái tôn giáo khác. Họ tinh vi ở ba điểm mà chúng ta tạm gọi ở tại đây là, như tại Trung Đông, nơi phát xuất ba tôn giáo của thế giới là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đó. Thì khi nói đến Thượng Đế, người ta nói đến đó là đấng toàn năng, sáng tạo chủ, tức là một cái đấng tạo hóa có đầy đủ tất cả các năng lực và đã tạo ra thế giới này như được ghi trong Sáng Thế Ký. Nhưng mà thưa quý vị, người Ấn Độ thì họ không có quan niệm dạng như vậy, mà họ còn nói đến một cái bản thể mà rất là tế nhị trong Ấn giáo, đó là sự thanh tịnh. Dạ, sự thanh tịnh. Do đó họ không gọi Thượng Đế là một cái Thượng Đế, mà họ gọi là Brahma. Mà trong tiếng Pali đôi khi chúng ta đọc là Brahma hay là Brahm. Chữ Brahm hay Brahma có nghĩa là trong sạch, thanh tịnh. Dạ, sự thanh tịnh. Thì điều này nó cũng tương tự như bên Phật giáo, chúng ta gọi Đức Phật là Bậc A-ra-hăng. A-ra-hăng sau này, người từ chữ A-ra-hăng mà cũng tạo ra chữ A-la. Yeah, chữ A-la của Trung Đông. Thì A-ra-hăng là bậc trọn lành, bậc xứng đáng được cúng dường. Thì trong một cái ý nghĩa của chữ A-ra-hăng là chữ A-ri-ha-ta, là bậc sắc đặc, là bậc đã đoạn tận tất cả những cái phiền não. Dạ, đoạn tận phiền não, mình gọi là bậc trọn lành. Cái ý nghĩa mà Thượng Đế là thanh tịnh đó là một ý nghĩa rất là khác với quan niệm về Thượng Đế ở trong Do Thái giáo. Nếu chúng ta đọc ở trong Cựu Ước á, và Cựu Ước là cái nền tảng của Tân Ước, thì quý vị thấy rằng Thượng Đế là một đấng ban phước và tha tội, và đôi khi Thượng Đế có vẻ như rất là tàn nhẫn. Nhưng mà người Ấn Độ giáo thì họ quan niệm rằng gọi là đấng chủ thể của thế gian này thì đấng phải đấng hoàn toàn thanh tịnh, không có nuôi một cái ác niệm nào. Dạ. Yeah. Điều thứ hai là người Ấn Độ họ quan niệm rằng Thượng Đế được thị hiện hay là hiển hóa ở trong rất là nhiều hình thức khác nhau.
chứ không phải là chỉ có một bánh thượng đế. Thượng đế không phải chỉ có mặt ở trên cõi xa xôi, mà cũng có mặt ở trong thế giới nhân loại. Ví dụ như tại sao ta thờ bò? Tại vì con bò cũng là hóa thân của thần Vishnu, cũng là hóa thân của thượng đế. Tại sao ta thờ khỉ, thờ rắn, thờ chuột? Tại vì mỗi một cái tạo vật nó có một cái vai trò khác nhau. Và do vì cái thế giới của Ấn Độ giáo, người ta thờ rất nhiều cái hóa thân, rất nhiều cái hóa thân thị hiện của thượng đế. Và về sau này quan niệm thị hiện của Phật giáo Đại thừa cũng mang cái tính chất tương tự như vậy, là Đức Phật ngài thì hiện ra nhiều thân khác nhau, như trong Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 thân, hay là có ngàn mắt ngàn tay chẳng hạn. Và điều thứ ba mà khi nói về thượng đế đó, thì người Ấn Độ họ nói rằng không phải chỉ có một thượng đế, mà có ba thượng đế mang ba vai trò khác nhau. Thượng đế Brahma là thượng đế sáng tạo, thượng đế Vishnu là thượng đế duy trì, thượng đế Shiva là thượng đế hủy diệt. Và cả ba tính cách đều là ba những quyền năng tối thượng và có những cái ý nghĩa liên hệ tới mật thiết trong đời sống của chúng ta. Thì thưa quý Phật tử, với một cái quan niệm thần ngã tinh vi như vậy, thì người Ấn Độ nói rõ hơn là người Ấn giáo, mà bây giờ ngày xưa rồi chúng ta gọi là Bà La Môn giáo đó, thì họ có một cái quan niệm thần học rất là cao và rất là siêu hình, rất là siêu hình. Về quan điểm này đó, nó tạo nên những cái hình thái gọi là tế tự, hệ thống cúng tế. Không phải thời Đức Phật còn tại thế mới có, mà từ xưa rất xưa và mãi cho đến ngày hôm nay thì hình thức tế tự là một trong những điều không thể thiếu trong sự thực hành của Ấn giáo. Và bài kinh này thì đề cập đến một vị có tên là Brahmadeva. Brahmadeva chúng ta gọi là thiên nhân. Chúng ta gọi là một vị phạm thiên, Brahmadeva. Thì chữ Brahmadeva hay Brahmadeva đó là một cái tên riêng chỉ cho một thanh niên. Và vị này sinh trong một gia đình của Brahmana, Brahmana sinh trong gia đình phạm chí, hay là trong giai cấp Bà La Môn đều phạm chí. Và trong gia đình thì phạm chí này cũng thờ phạm thiên. Câu chuyện thì như chúng ta thường nghe chư tăng giảng đó, là người Bà La Môn tin rằng chính giai cấp Bà La Môn sinh ra từ trong miệng người phạm thiên. Đây là một cách nói, cách nói tức là con ruột á, con ruột giống như tôn giả Mục Kiền Liên, ngài nói rằng ngài là ngài sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn, là một cái câu nói ý nghĩa là mình là được sinh ra và được nuôi dưỡng lớn lên, được giáo dục bởi chính Đức Phật, nó gọi là sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn. Thì các vị Bà La Môn họ sẽ tin rằng cái dòng dõi họ sinh là từ dòng dõi phạm thiên, do đó họ cao lớn, họ sang trọng, họ trắng, họ đẹp, và họ có những cái hiểu biết về cái vệ đà, về chú thuật vân vân. Thì thứ gì một thanh niên, một thanh niên khỏe mạnh về thân, mà có nền giáo dục rất là đầy đủ về tri thức, lại sanh trong giai cấp Bà La Môn, xem như là một Kulaputta, một thiện gia nam tử, có ưu thế về thể chất, có ưu thế về trí tuệ, có ưu thế về dòng dõi. Và vị này do tiếp xúc với chánh pháp, đã học hiểu chánh pháp và xuất gia theo Đức Phật. Thì sau khi xuất gia rồi, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Thế trong bài kinh này kể chuyện tôn giả Brahmadeva, khi mà đi khất thực thì ngài theo một hai cái hình thức. Thường chư tỳ kheo đi theo hai hình thức, rất là một á, là đi thẳng đến những nơi mà có những đàn tính đứng để cúng dường, và có một hình thức khác gọi là tùng tự thất khất thực, tức là chỗ người ta có đứng hay không mình cũng đến, đứng lên từng nhà tiếp tục, đứng từng nhà một lúc rồi tiếp tục đi. Bây giờ thì chư tăng tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông vẫn còn thực hiện cái hành vi bình này, tức là đi tình nhà.
Không phải ai cũng vậy, nhưng mà tùy theo mỗi vị thôi. Thì quý vị thấy rằng khi mà vị này đến nhà của người mẹ mình, dạ, nhờ về nhà người mẹ mình, tức là ngôi nhà cũ, ngôi nhà trước kia ngày ở chưa xuất gia đó, thì Phạm Thiên Sampati đã có cái đã có một cái ý nghĩ. Dạ, em quý vị nhớ chữ Sampati, Sampati, mà Bati là cái người chủ thể, chủ thể, Saham là gọi ta bà. Thật ra thì nếu mà nói cho đủ đúng nghĩa, Sampati là gọi ta bà giáo chủ, dịch từ cái bà giáo chủ, là vì Phạm Thiên này là vì đại Phạm Thiên ở cõi sơ thiệt, và vì đại Phạm Thiên này quan tâm rất nhiều về cái sự vận hành của thế giới này, và người có tên là Saham Bati hay là ta bà giáo chủ. Thì thưa quý vị, Phạm Thiên Sampati trong lúc mà quan sát thế gian thì cảm nhận được là có một cái trường hợp là một người thờ cúng Phạm Thiên, cúng Phạm Thiên xa, nhưng mà con mình lại là một vị Phật ở gần mà mình lại không cúng dường. Và vị Phạm Thiên này đã xuất hiện như chúng ta trong bài kinh này, và đã có những cái lời nói để cho thấy cái sự sai lầm của bà mẹ, của tôn giả Brahmaputta, Brahmadeva. Đó là cúng Phạm Thiên vốn ở cõi trời rất xa, và Phạm Thiên thì không có hưởng dụng những cái tế phẩm. Tế phẩm ở đầy đủ và thị là một cái, thường là người Ấn Độ hay cúng là cúng cơm sữa hay ngọt, chúng ta tạm gọi là một thứ chè béo. Chè béo là nấu ở đây, nấu bằng cơm với sữa, nấu gạo nếp với sữa, chứ là một thứ chè mà người Ấn Độ hình như người nào không cúng Phạm Thiên cái đó. Cái đó là cái phong tục của họ. Thì bà cúng mỗi ngày, nhưng bà không hiểu rằng Phạm Thiên không hưởng đi được điều đó. Và bà cúng Phạm Thiên ở cõi rất xa, và bà cũng không biết rằng Phạm Thiên sống không phải bằng thực phẩm, mà sống bằng năng lực của thiền định. Dạ, sống bằng năng lực của thiền định. Và mặc dù thờ phượng như một hoàng, toàn không biết gì của Phạm Thiên hết. Trong lúc đó thì bà lại không biết rằng chính đứa con của bà ở trong lời Phật dạy qua kinh Pháp Cú như và bên Mahakaruniko là ngày nào mà mình cúng dường đến cái bậc đáng cúng dường đó, thì ngày đó đó là ngày cát tường, ngày đó là ngày hanh thông. Cúng dường, bậc đáng cúng dường ở đây đó được hiểu theo Phật pháp đó là một cái sự cúng dường dựa trên cái nhân quả. Và trong cái định luật về nhân quả đó, là như là hay là phước nghiệp, khi mình gieo trồng một hạt giống, dù hạt giống
Giờ có còn nghe được không? Dạ. Giờ quý vị có nghe lại được không? Giờ quý vị nghe được không? Dạ. Cái giá trị của tế tự cúng dường thì nó không khác gì cái việc mà chúng ta gieo trồng những cái hạt giống của lúa hay của cây trái trên một mảnh đất. Dạ. Và nếu cái hạt giống nó tốt mà nó gặp được mảnh đất màu mỡ phì nhiêu thì thưa quý vị, nó sẽ đâm chồi nảy lộc rồi dẫn đến đơm hoa kết trái. Hiểu như vậy đó là hiểu sự tế tự theo tinh thần nhân quả chứ không phải là theo siêu hình học. Còn nếu mà cúng để mong cầu, giống như một người gặp một pho tượng, gặp một cái ngẫu tượng hay một cục đá, một cọ cây cúng để cầu nguyện đó, thì cái đó là cúng theo cái quan niệm siêu hình, là mình tin có một cái đấng nào đó ban phước tha tội và mình cúng dường để mình được hưởng. Thì Phẩm Thi Sám Phát Thí nói rằng cái chuyện đó không có, không có chánh đáng. Chúng ta thấy rằng từ cái quan tín ngưỡng đến cái sự đến cái phước hạnh mà y cứ lên lý nhân quả đó, nó chênh lệch với nhau rất là nhiều, nó khác biệt rất lớn chứ nó không giống nhau. Bởi vì một cái người mà không có hiểu biết Phật pháp, một người mà không có đọc được kinh điển hay nghe giảng đầy đủ đó, đi về các quốc gia Phật giáo đó, thì hay lầm lẫn về cái tính cách lễ bái cội Bồ Đề, hay là đảnh lễ kim thân Phật, hay là để bác cúng dường, hay là tạo phước hồi hướng của người Phật tử. Những điều mà người Phật tử làm dựa trên sự hiểu biết về nhân quả, về nghiệp báo, chứ không phải là dựa trên cái quan niệm về siêu hình. Quan niệm về siêu hình đơn giản là người ta nghĩ có thần linh, ở đâu thì có đền, có miếu, ở đâu thì có lư hương chiên đèn, ở đâu có thờ thì có linh, thì ở đó họ cúng cái gì, cúng hương đăng hoa quả lễ phẩm để làm gì, để cầu được ban phước, được tha tội. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng những cái lễ phẩm mà mình cúng dường liệu rằng thần linh có hưởng được hay không? Dạ. Thưa quý vị, ngay cả trong một cái thời gian rất dài, có những cái nền tín ngưỡng mà họ tin rằng phải giết những hài nhi sơ sinh, hay là phải giết những thiếu nữ đồng trinh, lấy máu để cúng cho thần linh. Và nói một cách cụ thể đó, thần linh nào, loài phi nhân nào mà hưởng thịt sống, loài hưởng máu huyết, hưởng cái gì giết chóc đó, thì chính là quỷ chứ không phải là thần. Nhưng mà người ta thờ quỷ chư thiên những thứ đó tới phước hồi hướng. Nếu mà hồi hướng cấp tiên thì hoàn còn không, là thương thiên sống là bằng năng lực của thiên đình. Thật ra dạ, xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Quý vị qua hiện trường chút xíu. Thưa tòa thượng quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thượng quyền đang có ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho một câu thảo luận. Rồi sau câu trả lời thượng tọa thượng quyền xin được trở lại. Một lần nữa, dạ. Thượng tọa Thưa quý vị, trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy một cái đặc điểm đó là tạo phước. Dạ. Và theo trong kinh nói rằng cái người mà tạo phước bằng tâm thanh tịnh, và cái đối tượng tạo phước là đối tượng thanh tịnh, thì cái kết quả sẽ là kết quả thù thắng. Thì nếu
chúng ta nói rằng một đối tượng thanh tịnh để làm một cái nơi mà mình gieo trồng cái phước báo, cái chủng từ thiện của mình, gieo trồng phước báo của mình, thì chúng ta làm sao để trở nên thanh tịnh, và sự thanh tịnh đó nó sẽ giúp cho cái tánh thí được nhiều lợi lạc. Xin thỉnh thưa tòa tự quyền, ví dụ cho trong đời sống của một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ, mình thọ dụng thế nào gọi là sự thọ dụng thanh tịnh, cái tính thiên thoại. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Giới Vua để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn đại đức tu sĩ cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Chất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tu sĩ, đức sư, cùng chư tăng kính chào chư nơi, cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi rằng là vừa cả hãy nói sự cúng dường thanh tịnh hay sự cúng dường cho quả lớn, thì thế nào là cái sự cúng dường thanh tịnh, sự cúng dường cho quả lớn? Điều thứ nhất là người cúng được thanh tịnh, thứ hai người nhận được thanh tịnh, cả hai cái này cho quả lớn. Cái sự thanh tịnh đây tức là nói tức thanh tịnh tam nghiệp, và cái vật cúng dường được thanh tịnh, chúng ta phải nhớ như vậy. Và nếu cái sự thanh tịnh đó, tức chắn chúng ta biết là thanh tịnh giữa tam nghiệp và thanh tịnh giữa cái vật cúng, đúng cái vật cúng, cái vật cúng đó không phải là nói đến chay mặn, mà vật cúng đây tức là vật cúng dường này hợp pháp. Chúng ta phải nhớ về cái vật, tức là cái tịnh thanh ở trong cái vật cúng đó nó được tốt đẹp, và cái đối tượng đó làm sao mà cho thanh tịnh. Cái điều thứ nhất đó là tâm tư của chúng ta, chúng ta phải hoàn toàn, tức là có một niềm tin, có một sự ly tham, có một sự buông bỏ, và cái tâm mình cúng dường để nhằm được dứt bỏ, nhằm để được an lành, để nhằm được tốt đẹp. Sự cúng dường này bằng cái tâm để hộ pháp, để giúp cho, thí dụ như cúng dường vật thực để nhằm di như tạo cái nguồn mạch của tăng già, cúng dường y áo nói chung, cúng dường tứ vật dụng, thì mục đích làm cho lớn mạnh, làm cho trường tồn đối với cái nguồn mạch của Phật pháp. Mà chư tăng đó chính là cái nguồn mạch của Phật pháp. Cái Phật của chúng ta được hợp pháp, cái tâm tư của chúng ta thành kính. Cái sự thành kính này nó không có do nó do một cái sự quan hỷ, nó do bằng cái tâm của chính mình. Nó có đầy đủ tư tiền, tư hiền, tư hậu trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm quan hỷ. Cái sự cúng dường để làm sao mà cho được tốt đẹp, thì đó chính là cái người, trước nhất là cái người cúng dường được thanh tịnh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì bằng nhiều cách lắm, có thể không phải là quý vị cúng một cái vật ngon, vật đẹp, nó mới là cái vật thanh tịnh, mà một cái bánh củ khoai cũng là một sự thanh tịnh đối với tâm của mình. Nhá, như vậy. Còn cái mà để cái thứ hai đó, để làm cho đối tượng được thanh tịnh, cho người cúng được thanh tịnh, và cũng như người thọ thí được, thì người thọ thí được phải làm gì? Cái điều này, cái bậc mà xứng đáng để lễ bái, để cúng dường, tức là bốn đạo bốn quả và một niết bàn, tức là gọi là u nhắc hết tăng lô cái sa tí, tức là phước điền vô thường ở đời. Cái đó là một giá trị tuyệt đối. Có giá trị thứ hai đối với các vị phạm tăng mà tịnh giới tịnh hành, cái thứ hai là tâm của các vị đó nó có nhiều cái điều lớn lao. Và cái điều thứ ba nữa là một cái việc, cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ mà chọn lựa thì chúng ta sao biết chọn lựa? Chúng ta cứ nghĩ đến cái sự cúng dường đến đại chúng tăng thanh tịnh,
đại chúng tăng được rồi. Thì ở đó tức là nó cứ chia ra hai, hàng phàm tăng, thánh tăng. Một cái tịnh, một cái không tịnh, một cái tốt, một cái không tốt. Và tốt không tốt đó chúng ta cũng phải xác định ở trên một cái biên bờ. Một biên bờ đó là cái gì? Người ấy thành tựu về trí kiến, người ấy thành tựu về giới, người ấy thành tựu về cái tuệ. Thì ở đó nó là một cái vấn đề khác nữa. Cho nên ở đây nhiều có một số người, bây giờ một người người ta giữ giới, nhưng ở một phần cấp độ đó, như một người khác, người này bị khuyết giới, nhưng người ta làm lớn mạnh cho, làm cái sự lớn mạnh cho Phật Pháp, thì cái điều này cũng phải xét lại. Đó không phải là cái lời nói mà để mà khuyến khích, hay cái lời nói để mà bao che, hay lời nói để mà dẫn dụ che giấu. Nhưng chúng ta phải hiểu cái lý, nhưng làm sao tâm của vị đó có cái sự thiểu dục, tâm của vị đó ít sân, tâm của đó ít cầu, đa tham, tâm của vị đó thiểu dục. Ngay lúc tâm của vị đó thiểu dục, còn nói đến một cái giới thì nó là một chuyện lớn rồi. Cái giới được thanh tịnh ở đây, giới tức là nó có năm loại, tức là biệt giải thoát giới, tức là tứ thanh tịnh giới, biệt giải thoát giới, tức là các giới phẩm của các của sa di giới, của tỳ kheo giới, rồi quán tưởng giới, nuôi mạng giới, rồi quán tưởng thanh tịnh giới. Thì ở đây chúng ta thấy cái giới nó bao gồm như vậy đó, nó lớn như vậy. Có đôi khi chúng ta thành tựu cái này mà nó khuyết cái kia, có đôi khi nó được cái này mà nó mất cái nọ, vân vân. Thì như thế, nói như vậy để làm gì? Để chúng ta có một cái sự tốt đẹp hơn khi mà chúng ta làm phước cúng dường. Câu hỏi làm để làm đối tượng thanh tịnh cho tính thí thì người thọ thí nên làm gì? Thì dĩ nhiên cái người thọ thí phải nên có đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ, phải có một sự tiến tu, phải có một cái sự thành tựu trên cái đạo hạnh của mình. Đó là phải chắc chắn như vậy. Còn cái quả thì nó lại là một cái chuyện khác nữa, kính thưa quý vị. Cái quả nó là một khác nữa. Cái quả thí, cái quả của thí đó, thì cái người thọ và người, cái người người cúng và người nhận, cả hai đều được cái quả lớn. Khi mà đối với một người nhận cái vật thí cúng dường thì chúng ta cũng phải nhận, mà khi chúng ta sử dụng đúng và sử dụng phải có một cái quán tưởng, chứ không phải là nhận chỉ là một cái bình thường. Những miếng cơm manh áo của đàn na tính thí, ăn cơm phải có sự quán tưởng, mặc phải có sự quán tưởng, chứ không phải là thấy ăn là ăn, thấy mặc là mặc, không phải vậy. Nó khác hơn. Nếu mà nói vấn đề mà làm mà để cho cái sự thanh tịnh thì nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, có đôi khi coi chừng chúng ta lại rơi vào một cái mà khu biệt. Chúng ta nói bây giờ chúng ta đi tìm đi cầu để mà một vị mà gọi là một bậc thánh hiện hữu trong cuộc đời hiện tại này thì là khó tìm. Nếu chúng ta gặp được đó, tức là cái duyên rất lớn. Còn nếu như chúng ta không gặp dịp thì chúng ta hãy nối đâu quay về cái tâm của mình để buông bỏ, để có một cái tâm hướng tâm về cái đại thế. Chúng tôi cũng nói thêm vậy luôn, chứ còn thí dụ bây giờ để xác định rằng người này là tốt, người này là xấu, thì cái sự xác định của chúng ta xuyên qua cái thấy, cái nghe và cái sự suy nghĩ của mình, chứ không phải là bằng một cái tâm mà để chúng ta mà thấy được vị đó như thế nào. Thí dụ bây giờ vị đó là thánh, chúng ta có thấy được đâu. Thì ở đây dĩ nhiên một cái người thành tâm cúng lễ, khi chúng tôi làm phước cúng dường cũng vậy, chúng tôi thành tâm, chúng tôi hướng về cái cuộc đại thể, thì dầu cho ai ở đó có đúng có sai,
có tịnh có thanh, có bất tịnh tịnh gì đó, cái chuyện đó là chuyện của họ. Còn riêng tôi đảnh lễ, tôi làm phước cúng dường, thì tâm của tôi thành kính cúng dường đến đại tăng. Cái sự suy nghĩ đó đó nó mới làm cho ta dứt bỏ, không có bị câu thúc, thì xác định lại một cái vị, nó lại là một lần nữa một người mà gọi là để mà xứng đáng, để mà xứng đáng thì chỉ có bậc thánh tứ đạo tứ quả, chứ không phải là các vị hòa thượng, các vị tôn túc thượng tọa đại tăng lớn lao mới gọi là xứng đáng. Cái điều chưa chắc, mà chỉ là làm sao mà chúng ta, nếu mà không chứng đắc thánh đạo thánh quả thì chúng ta cũng chứng đắc thiền, nếu không chứng đắc thiền định thì nhất cũng giới cũng được tịnh thanh, không giới được tịnh thanh thì các vị đó cũng ít nhất cũng có một cái tâm ly tham, một phần tâm ly tham, có sự thu thúc, có sự gìn giữ, có sự khéo giữ gìn oai nghi tế hạnh của mình một cách căn bản. Chúng tôi nói một cách căn bản ở đây có nghĩa rằng ở đó chính là ở một cách tương đối, chính là một giá trị tuyệt đối thì chúng ta khó tìm. Thì như thế nó cũng là một điều khó trong cuộc đời này, không có đơn giản đâu. Bởi vì phải nói rằng là tất cả chúng sinh, và chúng ta nhớ thường thường chúng ta bằng một cái lễ pháp, bằng một cái lớn nhỏ gì đó, chúng ta cúng dường, chúng ta nghĩ đến đại chúng tăng thì cái phước báo nó vô lượng. Chứ cho một vị người này, cho một vị kia, cho một người này, cho một người nọ, dành biệt khu cho người này, biệt khu cho người nọ, thì cái đó dẫu cho chúng ta có làm một cái việc gì mà nó lớn lao, nhưng cũng bị giới hạn, bị hạn cuộc hơn là một cái nhìn, một cái làm. Mà bởi vì cái làm nó sao, nó không có bị phân biệt, mà ở trong kinh giải tức là vô phân biệt. Thì cũng dường cái vô phân biệt đó, tâm của chúng ta mới thành tựu quả lớn. Và cũng vậy, cái người thọ thực đó, người thọ thí đó cũng không phân biệt đó là gia chủ thế nào. Cái vật thực, làm sao mà vật thực đúng pháp, thì ngon dở, thượng phẩm hạ phẩm gì, thượng vị hạ vị gì, đối với cái người tu thì chỉ biết có sự tri túc trong cái vật thực, tri túc trong cái vật dụng ứng sự của mình, thì như thế thì sẽ được tốt đẹp. Thì người thí được quả lớn, người thọ nhận cũng căn bản được cái quả nhận thí của mình. Đây là chúng tôi đã nói đến một cái phổ quát mà nó nhiều khi nó vượt ngoài cái câu hỏi của hòa thượng nữa, cho nên vì vậy nếu có điều gì mà cần một chút thì kính cung thỉnh hòa thượng. Và đây chính là ý kiến của con là vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa tu, kính cẩn hòa thượng, thưa tòa tuyên quyền. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Tư Quyên. Để nói về một điều là cho dù Phật Pháp có dạy chúng ta rất nhiều về lý nhân quả, nhưng mà có một điều có thể thấy rõ đó là trong cái nếp sinh hoạt tín ngưỡng của chúng ta đó, nó pha lẫn rất nhiều cái quan niệm tín ngưỡng dân gian. Ý chúng tôi muốn nói là sự thờ cúng, và về điểm này thì chúng ta nên cần nhận rõ là những cái việc mà cúng bái, đảnh lễ cúng dường chúng ta, nếu chúng ta không phân biệt rõ đó thì nó có thể rất có thể rơi vào cái gọi là tín ngưỡng dân gian nhiều hơn là mang cái tinh thần gọi là thờ cúng thực sự. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là cũng thời đại cõi Bồ Đề
Nhưng mà nếu chúng ta lễ bái cây Bồ Đề mà nghĩ rằng vì đó là cái cây rất là linh thiêng, và do cái cây linh thiêng đó mình lại mình còn phước, nó khác với chúng ta quỳ tận lễ cây Bồ Đề. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cây Bồ Đề là tượng trưng cho Đức Phật vì ngài giác ngộ của Bồ Đề, đảnh lễ của Bồ Đề, tức là đảnh lễ một biểu tượng mà qua đó khiến cho chúng ta nghĩ đến Đức Phật. Đôi khi cái sự cúng dường đảnh lễ theo Phật pháp, theo lý nhân quả đó, so với cái tín ngưỡng dân gian nó chỉ chênh lệch khác biệt với nhau trong đường tơ kẻ tộc. Đường tơ kẻ tộc không có. Điểm này là điểm mà chúng ta cần đặc biệt rất là lưu ý. Bởi vì nếu một người Phật tử mà biết thì người đó sẽ chú trọng vào ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, và thường tụng niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Để khi chúng ta quỳ xuống lại từng Phật thì chúng ta không phải lại là vì đó là một ngẫu tượng, hay là như rất là nhiều người đó, họ quan niệm rằng họ đeo một tượng Phật trên cổ tại vì tượng Phật có linh, và họ tin rằng một số tượng khác không linh. Hay là về sau này thì có một số Phật tử đó, họ rất là sùng bái tượng Phật ngọc, tượng đó bằng ngọc được vận chuyển đi khắp thế giới, người ta theo để tổ chức những cái lễ bái rất là đông. Trong lúc đó thì nếu cái tượng đó bằng gỗ hay là bằng xi măng thì có lẽ người ta không thông theo nhiều bằng. Cái đó là một cái hình thức thờ ngẫu tượng. Hay hoặc giả là thưa quý vị, ở trong cuộc sống nhiều khi có Phật tử nói rằng cái chùa này Phật linh, chùa kia Phật không có linh. Không phải là vì ngôi chùa Phật linh mà ở đó có Đức Phật ngự, mà Phật không linh là Phật không có ngự. Một điểm chính là khi chúng ta quỳ xuống lại Phật thì không phải ở tại cái tượng Phật là linh hay không linh, tượng Phật bằng ngọc hay bằng gỗ, mà chúng ta hiểu rằng chúng ta có cảm nhận một cái sâu xa ân đức của Phật, và do cảm nhận ân đức đó chúng ta quỳ xuống đảnh lễ. Và cái niềm tin và sự đảnh lễ đó, đó nó là biểu lộ cho cái niềm tin của chúng ta ở Đức Phật, chứ không phải là do phô tượng ở bằng xi măng, bằng đất, bằng đá, hay là người ta đồn là có linh hay không linh. Vì vậy, ở đây chúng ta hiểu sự việc trên phương diện nhân quả nó khác với cái quan niệm siêu hình. Và cũng phải nói thêm rằng người Phật tử do ít học Phật pháp nên rất dễ rơi vào cái ảnh hưởng của những đạo giáo khác. Như bên Ấn Độ thì ảnh hưởng Bà La Môn giáo, và bên Trung Quốc thì ảnh hưởng Lão giáo, tức là những cái tôn giáo mà do đặt nặng cái tính cách thờ cúng. Đến nỗi mà một người Phật tử thờ Phật đơn thuần bởi vì Đức Phật là thần linh không hơn không kém thì điều này rất là đáng buồn. Bởi vì khi chúng ta quan niệm Đức Phật là thần linh thì có thể một người gặp một vị trưởng lão tu tập rất tốt, nhưng mà vị đó nghĩ rằng vị trưởng lão này không phải thần linh thì mình cũng không có phước nhiều, thì cái đó lại là một cái trở ngại cho sự tu tập của chúng ta. Một người tu đúng nghĩa đôi khi gặp đền thờ miếu mạo không muốn quỳ lại, nhưng mà gặp một bậc chân tu, một đệ tử Phật, đệ tử xuất gia lớn thì cũng đảnh lễ, tại vì người đó hiểu được thế nào giá trị của phước điền và thế nào là không phải phước điền. Nên chúng tôi nói rằng trên lý thuyết thì có một sự khác biệt lớn giữa tín ngưỡng dân gian và niềm tin nhân quả, nhưng mà trong đời sống thực hành thì hai điều này nó chỉ chênh lệch ở trong đường tơ kẻ tóc mà chúng ta không thể không chú ý. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta lại đặc biệt để ý trong bài kinh này có đề cập đến tâm thái của một vị A-la-hán, và cái tâm thái này là tâm thái vượt lên trên đối với vị đó. Trước không có và sau cũng chẳng có. Trước không có, sau cũng chẳng có. Thì
Điều này đó, ở trong sớ giải giải thích rằng một người như chúng ta đó luôn luôn sống bằng cái phàm tâm, và phàm tâm này thường bị chi phối bởi cái quá khứ, tức là những gì mình đã trải qua, sự trải nghiệm. Như là mình đi chỗ đó vui quá, mình nhớ tới, mình có lúc ở chỗ đó cảm thấy hãnh diện sung sướng, bây giờ mình nói tới. Ở trong quá khứ mình đã từng vang bóng một thời, bây giờ chúng mình nói đến. Hay hoặc giả là chúng ta trong góc ở tương lai, luôn luôn sống vì ngày mai. Như buổi sáng với Phật tử đi làm, không phải mình thích thú việc làm nhưng nghĩ đến ngày mai. Buổi chiều về lo trồng cây, lo tưới cây, cái đó cũng nghĩ đến tương lai. Và với một bậc thánh đó, thì chắc là chỉ sống với cái gì đang xảy ra thôi, từng bước chân, từng hơi thở, mà không có đặt nặng là quá khứ như thế nào, tương lai thế nào. Phải do vị đối vị đó không có khứ khứ mà chẳng có tương lai. Vị này được mô tả là một cái đời sống an tịnh, sanh tí. Sanh tí là sự an tịnh. An tịnh là không có vọng động, không có lúc vui, lúc buồn, không có xáo trộn, không có những cái căng thẳng. Và ở trong bài kinh này cũng đề cập đến một vị không có bị hỏa mù. Dạ, hỏa mù ở đây đúng ra trong kinh đó không bị khói che. Ở đây chúng dịch là hỏa mù, tức là khi lửa cháy thì có khói, khói che mất thì ở trong sớ giải nó là vị đó không có sân tâm. Tham nó cũng là một cái chi phối chúng ta rồi, nhưng mà sân á, bực dọc nó cũng chi phối chúng ta vì nó không tham, không sân. Và dĩ nhiên là Phẩm Thiên Sắp Bát Tí có đề cập đến cái không si, tức là qua cái trí tuệ giải thoát cái vị này. Một vị mà không có tham, không sân, không si á, thì rất đáng đi cúng dường, là phước điền vô thượng. Và Phẩm Thiên Sắp Bát Tí đã dùng một số những cái hình ảnh mà nói về vị A-la-hán, mà những hình ảnh này đặc biệt rất là lợi lạc cho những ai học vào trong kinh tạng, thế nào đời sống của vị giải thoát thực sự. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, thượng tọa có trước mắt không? Thượng tọa Tuệ Quyền ơi. Dạ, xin hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có trước mắt không? Dạ, thượng tọa có hỷ tiếp cho khoảng 5 phút thượng tọa. Dạ, có việc chút xíu thượng tọa. À, quả thật vậy, kính thưa quý vị, để mà có một cái sự tốt đẹp, có một cái sự đặc biệt, mà cũng như là mẹ của ngài Ramadeva đó, không có hiểu biết, mà chính Phạm Thiên Sa Bát Tí đã nói như vậy. Và nó có thể nói trong cuộc đời này, mà trong kinh văn dạy rằng là đàn hoạt đế và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc thánh A-la-hán trú nơi nào, dân cư chúng ấy sức bao an lành. Là tại sao như vậy? Bằng một cái tâm đức của chính ngài đã lan tỏa, mà chúng ta cho đó tức là cái ân đức của chính ngài đó, nó đã lan tỏa cho cả vùng, cả xóm đó. Rồi cái sự cúng dường, cái sự lễ bái, cái thành tâm của những con người ở nơi đó, nếu như họ biết lễ bái, họ biết cúng dường, họ biết tôn trọng, họ biết cúng dường, thì kính thưa quý vị, quả báo thật sự to lớn. Có thể nói rằng trong cuộc đời này là chúng ta cúng dường được đến Đức Phật hay là chư hiền thánh tăng, thì quý vị biết chắc chắn rằng chúng ta cũng dường được đối với những người đó, thì chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta là những người có nhiều cái phước lợi cao cả hơn thì những chúng sinh không có. Cái điều đó đặc biệt. Cũng như là bây giờ 1.000, 1 tỷ chúng ta bỏ xuống, nhưng 1 đồng chúng ta bỏ đúng, gieo đúng chỗ, thì một đồng đó nó lại lớn lao. Nếu chúng ta biết được nhiều đồng nữa thì nó lại càng lớn mạnh hơn nữa. Ở đây nói đến một cái giá trị tuyệt đối, nó đặc biệt lắm, cho nên không dễ dàng.
không dễ dàng mà chúng ta gặp được. Và bây giờ đó, chúng ta luôn luôn có một tinh thần, có một nào đó nổi tiếng, chúng ta chạy theo cái sự nổi tiếng. Có một vị danh sư nào đó xuất hiện, có một vị nào đó cao cả xuất hiện. Nhưng sự thật ra, chúng ta phải nhìn bằng một cái nhìn của cái gì? Của cái bình tâm của mình. Nhiều khi ở thật là xa, nhưng nhiều khi gần đó mà chúng không thấy. Như hồi nãy nói là, tức là một nhà không thiên. Chính là cái điều này làm cho chúng ta đã đánh mất rất là nhiều cái điều mà hữu ích tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Cái nhân lành trước mặt mà không thấy, đi tìm ở nơi xa, đó chính là mẹ của ngài Brahmadevo. Cúng cho Phạm Thiên ở cõi trời xa, tại sao không cúng cho Phật, tức là Phật Thanh Văn, tức là Phật A-la-hán đó, Phật Thanh Văn ở trước mặt mình, hay là gần, chuẩn bị, sẽ chuẩn bị xuất hiện. Như nếu tâm của bà mà chỉ để tâm tới thôi, thì là vô lượng công đức. Đây cũng là một ý niệm mà chúng ta nhớ. Tâm con người mình thường thường đó, hay chạy, hay đi theo cái gì? Hay đi theo cái hư danh, cái hư vọng. Mà nhiều khi đó là một điều nó cũng bất lợi cho mình. Nó gây một sự cản trở, nó gây một cái sự thiếu sót cho chính mình. Và mình bỏ đi cái lợi ích của mình, một điều kiện, một cái điều kiện đó nó đã tới mà chúng ta không làm thì nó đi qua. Mà đi qua một điều kiện thuận thì không biết bao giờ nó quay lại. Cho nên chúng ta luôn luôn tạo một điều kiện thuận bằng cách, tức là luôn luôn có một cái tâm thành tâm, có một cái tâm cúng dường. Cái sự thành tâm, cái sự cúng dường đó, cái sự thành tâm, cái sự buông bỏ, cái sự chia sẻ đó, không chỉ có sự cúng dường mà cái sự buông bỏ, cái sự chia sẻ cho người. Nói chung, cái người cần, cái người muốn, chúng ta cho. Mà bố thí, cúng dường các Phật vừa lòng bố thí, nó cúng dường đến chúng tăng. Còn bố thí các Phật vừa lòng sẽ được Phật vừa lòng. Bố thí Phật quý trọng sẽ được Phật quý trọng. Người chỗ quý trọng sẽ được những cái chỗ quý trọng. Thì đều được đi đến những nơi quý trọng sẽ được cao quý. Cũng như nếu chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được lễ bái, chúng ta được cúng dường, thì vô lượng công đức. Thì dùng hàng không thể, chúng ta cũng nhớ rõ một điều, dầu gì cũng còn hình bóng của Phật Đà xuất hiện. Thì ngày nào còn hình bóng của Phật Đà thì ngày đó ở dân gian này cũng sẽ còn những cái tấm lòng thiện lành của cả. Nhiều khi quý vị biết đi khất thực ấy, mà chúng tôi đã thấy đi khất thực vào mấy cái xóm đạo, họ khác đạo mà, nhưng có những người cũng cho, cũng cho trong một sự thành kính. Hay là trong cái sự sinh hoạt, chúng tôi đến, chúng tôi mua đồ hay là làm việc với chính họ đó, thì họ cũng dành đặc biệt cho những cái người tu. Họ nghĩ chung như vậy, chứ họ không riêng vì cái đạo của chính họ mới được. Thì cũng có những người, nó cũng có như chúng sinh, cũng như lắm mực, lắm lồi, đa dạng, đa điều, đa tâm đó. Chứ không phải ai cũng như vậy đâu. Rồi cũng vậy, chúng ta là những người Phật tử cũng vậy, chúng ta cũng hiểu. Nhiều khi ở đó có một cái công tác từ thiện, một công tác chung của các đạo giáo khác, mà chúng ta nếu cảm thấy nó không là quá đáng, thì chúng ta cũng vẫn cộng sinh, cộng sự với chính họ. Cái điều này nó không phải là một vấn đề lao gì cả, thì chúng ta làm đi, nó cũng là thể hiện cho một cái ý niệm tốt đẹp, chứ chúng ta bớt cái sự phân biệt, hay bớt một cái sự trong xa quá.
Cái điều đó nó cũng giảm thiểu, nó cũng gây cái bất lợi cho chính mình trong cái hiện cuộc này. Và Bạch Hòa Thượng đã có mặt, cho nếu Hòa Thượng có mặt, con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Dạ, con cung thỉnh Hòa Thượng. Dạ, xin kính chức thượng tọa Tuyệt Quyền. Kính bạch chư Tôn Đức và chư Phật tử, chúng ta nên nhắc ở đây một điều, đó là trong cái sinh hoạt tu học của người Phật tử đó, thì quý vị rất thường là chúng ta kết hợp giữa cái sự tu tập và hình thức lễ bái cúng dường. Những hình thức lễ bái cúng dường trở nên rất là quen thuộc lắm. Từ chuyện mà mình đi hành hương, cho đến mình đến các ngôi chùa, cho đến những cái thời khóa tụng niệm ở trong đời sống hàng ngày. Và trong mỗi lần mà chúng ta có cái nghi thức để cúng dường, để tụng niệm như vậy đó, thì cái sự cúng dường nó luôn luôn mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta lại Phật thì chúng ta có thắp hương, có thắp đèn, có hoa, có quả, và mình nghĩ mình có cái tác ý để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà mình nói cái chuyện đơn giản thôi, mình bước vào trước Phật, mình thắp ra cây nhang, và nếu mình nghĩ rằng mình cúng như vậy để Phật hưởng, thì thật ra Đức Phật ngài không hưởng nhang của mình đâu. Mặc dù đôi khi người ta sùng bái cái màu khói nhang, sùng bái hình ảnh của nhang làm cho nó trở nên có cái gì đó thiêng liêng, nhưng mà chúng ta cũng tự nhắc tự biết rằng mình cúng nhang của Đức Phật ngài không hưởng nhang, mà là do cái lòng của mình và cái lòng thành chúng ta gói ghém mình gửi vào đó như thế nào mới là điều thực sự quan trọng. Ngày hôm nay quý vị trong rất là nhiều cái trường hợp mà chúng ta được biết liên quan đến việc cúng dường, như là cúng dường tháp xá lợi, cúng dường cội bồ đề. Không phải là mình cúng dường như vậy rồi Đức Phật ngài nhận cái cúng dường đó ngài cho mình điểm gì, mà mình cúng dường là thể hiện cái lòng thành kính của mình. Ở đây có một sự kết hợp giữa cái tâm lễ bái và cái đối tượng lễ bái. Và ở trong kinh Chỉ Hán gọi là năng lễ sở lễ. Năng lễ tức là cái tâm lễ bái, và sở lễ là cái đối tượng lễ bái. Cái lễ bái, cái tâm cúng dường rất là quan trọng. Cái tâm lễ bái, tâm cúng dường đó, nếu đi với trí tuệ, mình nói theo tăng pháp gọi là hợp trí, tức là biết rõ việc mình làm, thì điều đó lợi lạc rất là nhiều. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta quỳ trước cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và khi quỳ trước cội Bồ Đề đó, và nếu chúng ta nghĩ rằng cái Bồ Đề này rất là linh thiêng, cái Bồ Đề này đại thụ rất là xưa, và do đại thụ rất là xưa thành ra linh thiêng, thì mình lễ bái cái nó hoàn toàn khác. Nếu mà chúng ta quỳ trước cội Bồ Đề mà mình nghĩ rằng ồ đây là nơi là thời xa xưa đó đó, ở nơi đây là rừng rậm Quang Vu, Đức Thế Tôn đã đến đây vào một ngày trăng tròn tháng Vệ Sắc, ngày thành đạo, và hôm nay chúng ta trở về bằng tất cả lòng cung kính niệm tưởng đảnh lễ ngài. Nên chi ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó, người ta không phải chỉ đơn thuần là niệm cái của Đức Phật như Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mà thay vào đó thì chúng ta niệm Phật cái ân đức của Phật. Đảnh lễ Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hay là chúng ta đảnh lễ ngắn hơn là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn cao cả, là bậc ứng cúng trọn lành, là bậc chánh đẳng chánh giác toàn tri. Hay là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tùy theo cách dịch của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đảnh lễ thì chúng ta phải hiểu. Và hiểu ở đây là chúng ta biết về Đức Phật là ai, là thế nào. Chúng ta hiểu được là
sau chúng ta lại thực sự mà vì thường chúng ta không để ý đến cái bậc cúng mà cái chúng ta lấy phẩm dương phẩm gì không sửa không? Dạ, nếu chúng ta nghĩ lại thì điều đó cũng không. Chúng ta đi ở các nơi, chúng tôi nhớ rằng ở trên núi Linh Thứ hay là Cổ Hành Long, nơi có những cái di tích tuyệt đời Đức Phật đó, người Phật tử thắp nhang thắp đèn đến đâu mà đen cả thành động luôn. Dạ, đen cả thành động. Đôi khi mình không hiểu rằng những điều đó nó không có lợi lạc gì hết. Dạ, hoàn toàn không có lợi lạc gì. Chúng ta nên có một cái ý thức rõ về cái gì mình làm. Một cái sự việc mà ngày nay người Phật tử tại Á Châu vẫn thường làm, mà chính phủ các nơi đã bắt đầu kêu gọi, thậm chí ra luật cấm, đó là cái việc phóng sanh. Ví dụ như người Ấn Độ đó, mà họ thờ bò, mỗi lần mà họ cầu nguyện, mà họ cảm thấy lời cầu nguyện họ được chứng, được thành hiện thực, thì họ thả một con bò. Thay vì họ còn con bò, bắt con bò làm việc, họ thả con bò đi ngoài đường, bò qua. Và ở các quốc gia thì ở đâu người ta cũng thả cá, và thả cá thì không có lợi cho cá, mà thả cá đó đôi khi nó là còn hại môi sinh nữa. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó thì chúng tôi nhớ là chúng tôi chưa bao giờ thấy ở miền quê có cá lao kiến. Cá lao kiến là một loại cá kiển mà họ nuôi ở trong cái bồn để nó ăn những cái chất thải dơ ở trong cái lồng, ở trong cái hồ kiến. Nhưng mà sau này do một cái quan niệm bá là kiến đấy, và nó tạo nên một cái hiện tượng là nó xâm thực, nó tạo nên hiện tượng là nó tàn phá cái môi trường sinh thái. Và ngày nay ở miền Nam lá cá lồng kiến rất là nhiều. Thì ngay cả thưa quý vị, có những cái đền tháp, đền thờ của người Trung Hoa mà họ thắp nhang một bó, người ta vào một bó có một nén, tức là người giàu có tiền thì đốt nguyên một bó nhang, và nhang không đủ thì họ đốt nhang khoanh, và họ đốt khói đầy hết, và khói đen hết, đóng hết. Họ nghĩ như vậy đó là cái lễ phẩm cúng dường. Thì tương tự như vậy, mẹ của tôn giả Brahmadeva, cúng dường cơm sữa mỗi ngày đến Phạm Thiên. Vì đó cũng không biết là Phạm Thiên ở đây muốn nghe hệ gì. Trong lúc đó thì có một vị thánh tăng, tức là con của bà, đang đi khất thực ngang, mà bà không hiểu ra điều này. Chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta không có hiểu. Ngay cả người Phật tử đôi khi cũng không biết rằng mình ở trong gia đình mà có ông cha bà mẹ đó, mà nếu mình được lại cha lại mẹ, mình dâng nước uống, dâng thức ăn đến cha mẹ, thì cha mẹ cũng là một nguồn phước rất lớn. Ở bên Tích Lan, thưa quý vị, chúng tôi nhớ một hình ảnh rất là đẹp đó là mỗi ngày những người con đi học đều đến đảnh lễ cha, đảnh lễ mẹ để tạo phước. Rồi có khi chuẩn bị mỗi thực phẩm ra ngoài để cúng dường cho chư tăng đi khất thực. Trên một cái tính cách tạo mà chúng ta không có để ý, không có lưu tâm, và do cái sự thiếu hiểu biết về Phật pháp, cái sự hiểu biết của chúng ta giống như là mẹ của tôn giả Brahmadeva vậy. Do vì khi một người Phật tử càng đọc vào trong kinh sách và hiểu rõ nghĩa, sự hiểu rõ nghĩa đó nó thể hiện trong cái hành động của mình, gọi là làm thiện, biết nghĩ, thì đó là những cái đặc điểm mà chúng ta gọi là thù thắng trong cái tâm trí của người con Phật. Do vậy hôm nay bài pháp này của Thượng Tọa Thiện Quyền giảng trong đó đề cập đến một câu chuyện liên quan đến tín ngưỡng dân gian, liên quan đến một số những cái đặc điểm mà chúng ta gọi là thế nào là một bậc thánh, một bậc thánh đúng nghĩa. Thì những điều này là những điều rất lợi lạc nếu chúng thúc sinh hoạt hôm nay ta. Và
Môn Tư Ưng Bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào thầm biết quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi kết thúc bài học ngày hôm nay với những ý nghĩa thật là vi diệu. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường chánh pháp trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ.